Chào các bạn nha, hôm nay Cường Cốt Kích sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn rất là ngon luôn từ gà, đó chính là món gà xào chua ngọt. Thường các bạn ăn gà thì mình sẽ xào ví dụ như là xào sa tế, xào sa ớt hay là mình làm gà kho gừng. Nhưng mà hôm nay Cường Cốt Kích sẽ giới thiệu với các bạn món ăn này, đó chính là món gà xào chua ngọt hay là gà sốt chua ngọt. Thịt gà thì ăn nó mềm kèm theo cái sốt, ăn nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Các bạn có thể ăn với cơm nè, hoặc là mình nhắm bia cũng được. Và ăn kèm với món gà xào chua ngọt này thì không thể nào thiếu được rau xà lách và cà chua. Các bạn có thể ăn kèm thêm là dưa leo cũng được ha. Khi mà ăn thì mình chỉ việc là trải xà lách xuống dĩa rồi các bạn gấp gà lên thôi. Món này các bạn đã ăn bao giờ chưa? Nếu mà chưa thì các bạn hãy làm thử đi nha. Cường Cốt Kích thấy ăn ngon lắm nên là quyết định là giới thiệu với các bạn á. Đó, đây nè, các bạn thấy miếng gà nè, nhìn sốt nè, đẹp ghê không? Ok, nếu như mà các bạn thích món gà xào chua ngọt này thì hôm nay Cường Cốt Kích sẽ chia sẻ với các bạn cái công thức và cách làm để ai làm cũng có thể thành công nha. Ok, và bây giờ để làm cái món gà xào chua ngọt thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là cái phần cánh gà. Ở đây mình dùng khoảng 7 lạng, khoảng 4-5 người ăn ha các bạn ha. Gà xào chua ngọt thì các bạn dùng nửa con cũng được, hoặc là cánh hoặc là đùi gì cũng được, ức cũng được. Nhưng mà dùng cánh thì ngon, tại vì nó có cái phần thịt này nè và cái phần xương ha. Ai ăn cũng được hết, người thích ăn thịt thì ăn thịt, người thích ăn gặm xương thì gặm. Ngoài ra thì các bạn sẽ xào thêm với lại nửa trái ức chuông ha. Ức chuông nè, rồi ăn kèm với lại xà lách và cà chua. Đây là cà chua ha, mình ăn kèm với salad cà chua các bạn. Các bạn có thể là ăn kèm với lại dưa leo cũng được ha. Có dưa leo thì mình ăn kèm với dưa leo. Ngoài ra thì các bạn cần chuẩn bị thêm cho mình một chút xíu bột mì. Thì các bạn dùng bột mì đa dụng cũng được, hoặc là bột bắp nha các bạn. Để chút nữa mình áo cái phần gà này nè, mình chiên. Ngoài ra để làm cái nước sốt thì mình sẽ cần rất nhiều gia vị. Ví dụ như là tương ớt nè, tương cà, giấm. Các bạn nếu không có giấm thì mình dùng chanh nha. Rồi mật ong, dầu hào, nước mắm, đường, muối và hạt nêm. Ớt bột cho xíu cho nó cay cay. Ngoài ra thì mình có chuẩn bị thêm ở đây là một ít cái phần hành tím, hành ba rô và tỏi mình đã băm nhuyễn rồi. Chút nữa mình sẽ phi thêm cho nó thơm. Cái gà này thì bây giờ mình cắt nó ra, cắt khúc nó ra ha, cắt chỗ mấy cái khớp này nè. Xong rồi các bạn rửa lại nước muối loãng nha, cho nó sạch hết nhớt, nó không còn hôi nữa. Rồi bây giờ cái gà này thì các bạn sẽ ướp vào đây cho mình là khoảng một muỗng canh tương ớt nha. Một muỗng canh dầu hào, một thìa cà phê muối ha các bạn, một thìa cà phê đường, một thìa cà phê hạt nêm. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái phần gà này lên rồi các bạn ướp khoảng 20 phút. Chủ yếu là mình ướp cho cái gà ăn nó đậm đà ha các bạn. Chút nữa mình chiên thì nó còn có phần nước sốt nữa. Gà mà mình cắt ra các bạn thì nó không có bị cái xương dâm. Thường nếu mà gà mình chặt không khéo nó có mấy cái xương dâm á, nhiều khi ăn cắn trúng cái nó ê hết răng. Nên là thường ở nhà mình là mình cắt không, mà ít khi nào là mình chặt lắm, trừ là khi mình mua nguyên con mình mới phải chặt thôi. Ok, bây giờ mình chuẩn bị mình đi pha cái phần sốt chua ngọt ha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn cho vào đây là 3 muỗng canh nước mắm nè, nó khoảng 20g ha các bạn ha. Rồi mình cho vào đây 1 muỗng canh tương ớt, tương cà 1 muỗng canh luôn. Giấm thì mình sẽ cho là 2 muỗng canh giấm. Mật ong thì mình cho là 1 muỗng canh mật ong ha các bạn, cho nó thơm. Mình cho vào đây thêm là một nửa thìa cà phê ớt khô nữa, cho nó cay cay nha. Gà xào chua ngọt thì cũng cay cay một chút, ăn nó sẽ ngon hơn. Còn nếu như mà nhà mình có mấy đứa con nít mà nó không ăn cay được các bạn, thì mình dùng tiêu. Mình dùng tiêu thôi, mình đừng dùng ớt. Ớt khô thì nó cũng hơi cay á. Cho vào đây thêm một chút xíu hạt nêm nè, nửa thìa cà phê. Rồi cuối cùng là đường. Đường thì các bạn muốn ăn cái sốt mình mà nó ngọt nhiều thì mình cho nhiều đường một chút, còn không thì mình cho ít đường thôi. Mình cho khoảng 1.5 thìa cà phê đường ha. Trộn cho nó tan hết gia vị rồi các bạn có thể là các bạn nếm thử nha, xem mà nó vừa ăn chưa. Sốt mà để làm gà chua ngọt á thì nó phải có cái vị mặn mặn, ngọt ngọt và hơi chua chua một chút nha. Ngoài ra thì mình cho thêm một chút xíu mật ong vào thì nó sẽ tạo thêm cái mùi thơm cho cái nước sốt của mình nha các bạn. Rồi về cái gà mà sau khi mà các bạn ướp được khoảng 20 phút rồi thì bây giờ mình rắc cái phần bột mì lên. Lúc này thì các bạn cũng bắt lên cho mình một cái chảo dầu nha, mình sẽ chiên cái phần gà này, chiên cho nó vàng nha các bạn. Cái lượng bột mì thì nó cũng không có cố định, các bạn muốn ăn mà nó áo nhiều bột thì mình cho nhiều bột vào, còn không thì thôi ha, mình cho ít thôi cũng được. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái độ nóng của dầu bằng cách là các bạn cho cái đũa vào. Các bạn thấy cái đũa mà nó sủi lên á là ok rồi ha, nó bắt đầu nó sủi đây nè. Là bây giờ mình có thể cho gà vào mình chiên được. Và khi mà mình chiên thì mình chỉ chiên với lửa nhỏ thôi nha các bạn. Các bạn chiên với lửa lớn là gà mình nó khét mà nó không kịp chín đâu. Nên là mình chiên với lửa nhỏ thôi.
Chiên xong rồi thì các bạn vớt ra một cái rổ inox hoặc là một cái rổ mà nó chịu nhiệt được á, cho nó chảy bớt dầu xuống để món ăn của mình ăn không có bị đỡ bị ngán. Các bạn có thể lót thêm một cái miếng giấy khăn, một cái miếng khăn giấy thấm dầu như thế này cũng được cho nó thấm bớt dầu ha. Gà mà chiên đó các bạn chiên nó khoảng 10 phút ha, chiên 10 phút cho nó vàng là nó chín nè. Gà cắt cục cũng nhỏ nhỏ à, chiên nó nhanh. Ok, tiếp tục là mình chiên những cái miếng gà còn lại. Trong quá trình chiên thì các bạn có thể là trở mặt nha, các bạn trở qua mặt này mặt kia cho nó vàng đều. Rồi bây giờ các bạn làm nóng chảo ha, mình cho vào đây một chút xíu dầu ăn, mình cho khoảng một muỗng canh cái phần hành tím và tỏi băm nha, cho nó thơm. Rồi khi mà cái phần tỏi hành tím và nó vàng này nè các bạn, mình cho cái phần ớt chuông vào. Ớt chuông thì các bạn xào khoảng một phút thôi rồi mình cho gà vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho gà vào. Đây bây giờ mình sẽ rưới cái phần nước sốt lên nha, nước sốt chua ngọt nè, rưới lên. Mình sẽ pha thêm một chút xíu nước lọc nữa để cho cái phần sốt đó các bạn nó kịp thấm vào trong gà. Thơm phức luôn đó các bạn. Cái này các bạn có thể là gọi là gà sốt chua ngọt hoặc là gà xào chua ngọt gì cũng được ha. Mình sẽ xào đến khi nào mà các bạn thấy cái phần sốt này nè nó hơi cạn cạn đi là được rồi nha. Lúc này thì các bạn để lửa vừa cho mình nha, mình xào để cho cái sốt đó nó rút vào trong miếng thịt gà ăn nó ngon. Đó, lúc này các bạn thấy không, gà mình nó vàng lên lắm rồi. Bây giờ mình cho thêm vài cái đầu hành lá nữa cho nó thơm ha. Sau cùng thì các bạn tắt lửa rồi mình gắp thêm một chút xíu cái hành lá mình cắt nhuyễn nè, lên trên cùng là mình dọn ra mình ăn thôi. Thường thì các bạn ăn những cái món ví dụ như là gà xào sa ớt, gà xào sa tế, thì hôm nay là cũng có chia sẻ thêm cho các bạn thêm một cái món ngon từ gà nữa, đó chính là món gà xào chua ngọt hay là gà sốt chua ngọt ha. Đó, cái phần nước sốt này nó cạn hết rồi nè, nó thấm vào trong gà rồi. Ok, bây giờ mình tắt lửa thôi là vừa rồi. Tắt lửa ha, rắc lên đây thêm một chút xíu hành lá nữa nè. Ok, vậy là nó xong rồi đó các bạn, gà xào chua ngọt. Nhìn rất là hấp dẫn luôn đúng không các bạn? Miếng gà thì vàng, thơm phức luôn. Ok, thì hy vọng là qua cái video này, Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn cái cách làm món gà xào chua ngọt. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.